Mà cái việc muốn góp vốn vào công ty của chú Tấn, em nói với chú ấy rồi đấy. Chú ấy đồng ý luôn. Chắc là xin lỗi chú ấy giúp chị. Tại chị cũng không muốn chung đụng lắm. Chị đang tính mở công ty riêng. Nhưng nếu có mở, em phải đứng tên giúp chị ấy nhá. Việc vận hành công ty như thế nào thì chị sẽ tự lo. Được, có gan làm giàu, em duyệt. Nhưng mà nhà chồng chị mà biết được là chị tiêu ấy nhá. Mẹ ấy là hay đánh mẹ con lắm đấy nhá. Mẹ cứ bắt nạt mẹ con ấy. Con bắt nạt con gái mẹ đấy. Không, mẹ xin lỗi rồi mà. Mẹ chỉ nhầm một tí thôi. À mẹ ơi, mẹ của Sửu như là có mắt thẩm mỹ lắm luôn ấy. Hay là mẹ nhờ bà thông gia lựa luôn đi. À thế ạ, vâng, bà thông gia, bà xem giúp hộ tôi đi. Tôi mặc cái nào thì hợp. Thiếu tự tin ấy. Em không nghĩ là em xứng đáng được đối xử như thế à? Không. Anh biết không, hai lần gặp anh ở hồ đều không phải vô tình, là em cố ý đấy. Em biết anh buồn thường hay ra đấy, nên